Mỹ đã yêu cầu chúng ta thực hiện điều không thể làm được. Vì vậy tôi đã nói với họ, các ông đòi hỏi chúng tôi điều mà các ông đã không làm được. Các ông đã thất bại với nửa triệu binh lính tinh nhuệ và sĩ quan có tài, và với gần 300 tỷ đô la chi phí trong 6 năm trời. Nếu tôi không muốn nói rằng các ông đã bị Cộng sản Việt Nam đánh bại, thì tôi phải nói một cách khiêm tốn là các ông cũng không thể chiến thắng. Đó là điều kỳ quặc. Xin ngài phát biểu thêm về bài diễn văn từ chức vừa rồi. Tôi cho rằng đây là bài phát biểu hay nhất của tôi trong suốt 8 năm làm tổng thống. Ra không một ai hiểu rõ bộ mặt Kissinger bằng tôi. Xin ngài cho biết, sau đây ngài có sang Mỹ không? Làm kẻ thù của Mỹ thì dễ, nhưng làm bạn thì rất khó.